Mọi con sông đều dẫn ra biển lớn, mọi con đường đều chia ra những lối rẽ riêng. Câu nói của vị chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai những năm đầu khởi nghiệp đã theo ông và tập đoàn trong suốt những năm qua. Những lối rẽ riêng đó đã góp phần đưa Hoàng Anh Gia Lai từ một phân xưởng gỗ nhỏ đến nay là một tập đoàn với những mảng hoạt động bền vững như nông nghiệp và chăn nuôi, đang hòa mình mạnh mẽ vào dòng chảy của những con sông vươn mình ra biển rộng. Sau thời gian khởi nghiệp với một xưởng gỗ năm 1990 và bước chân vào ngành công nghiệp chế biến gỗ năm 1993, gắn liền với những sản phẩm dành cho giáo dục, Hoàng Anh Gia Lai đã phát triển mạnh mẽ và đầu tư vào nhiều lĩnh vực theo từng thời kỳ như bất động sản, xây dựng, thủy điện, trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai vượt ra khỏi biên giới và khu vực, chính thức hòa mình vào dòng chảy của nền kinh tế thế giới. Hơn 20 năm xây dựng và tích lũy, năm 2013 đánh dấu sự chuyển hướng mang tính đột phá khi Hoàng Anh Gia Lai đưa ra một quyết định mang tính chiến lược và lâu dài cho tập đoàn, quay về với thế mạnh của đất nước Việt Nam, đó là nông nghiệp và một phần là đầu tư vào những dự án bất động sản mang lại lợi nhuận cao và bền vững. Tháng 8 năm 2015, công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán là kết quả của những hoạt động đầu tư bền vững vào nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai và chính thức đưa tên tuổi của Hoàng Anh Gia Lai Agrico tham gia vào chuỗi các doanh nghiệp quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học công nghệ, thiên nhiên, con người và phương pháp quản lý với những thành công ban đầu. Cọ dầu và các sản phẩm từ cọ dầu từ lâu đã được biết đến rộng rãi trên thế giới. Tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia là hai quốc gia có diện tích trồng cọ dầu lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, việc trồng đại trà cây cọ dầu tại Việt Nam, Lào hay Campuchia là chưa phổ biến. Nhận thấy những ưu điểm của việc đầu tư trồng cọ dầu như chi phí ban đầu thấp, thời gian bắt đầu khai thác sau khi trồng chỉ khoảng 30 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu trồng thử nghiệm cây cọ dầu tại Campuchia và Lào từ năm 2012 với 4.000 hecta, đến nay đã tăng lên 30.000 hecta. Để tối đa hóa năng suất và chất lượng của từng cây cọ dầu, Hoàng Anh Gia Lai rất chú trọng đến việc chăm sóc cây cọ dầu ngay từ vườn ươm với các cây 3 tháng, 9 tháng hay hơn 1 năm. Điều này giúp Hoàng Anh Gia Lai chọn được những cây cọ dầu khỏe nhất, tốt nhất đem trồng để thu hoạch. Và chỉ sau hơn 3 năm, những cánh đồng cọ dầu ngút tầm mắt, xanh ngát đã trải dài và phủ kín từng hecta đất cằn cỗi tại Campuchia và Lào. Những lứa quả cọ dầu tại đây cũng được các chuyên gia đánh giá là có sự phát triển, chất lượng cao. Và để kịp thời cho ra những thùng dầu đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cọ dầu công suất 45 tấn quả tươi một giờ. Nhà máy này có thể chế biến 270.000 tấn quả tươi một năm, đủ phục vụ cho diện tích khoảng 9.000 hecta. Trong tương lai, khi diện tích cọ dầu đi vào khai thác nhiều hơn, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có kế hoạch nâng cấp nhà máy hiện tại hoặc xây dựng thêm các nhà máy chế biến mới phù hợp hơn. Từ lâu, cao su là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, có khả năng đem về dòng tiền và lợi nhuận ổn định khi đi vào khai thác. Với lợi thế về quỹ đất tại Lào, Campuchia và Việt Nam, diện tích cao su của Hoàng Anh Gia Lai tăng theo từng năm. Và hiện nay, tổng diện tích cao su của Hoàng Anh Gia Lai đã đạt con số 38.428 ha tại 45 nông trường ở Việt Nam và Lào, Campuchia. Nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cây cao su, Hoàng Anh Gia Lai đã đầu tư rất bài bản và kỷ luật trong tất cả các khâu từ phân tích đất, giống cây, chuẩn hóa quy trình chăm sóc, tưới tiêu. Chính vì vậy, những cây cao su mới chỉ hơn 4 năm đã phát triển bằng những cây gần 7 năm tại các nông trường khác. Hiện nay, Hoàng Anh Gia Lai đang vận hành một nhà máy chế biến mủ cao su tại Lào với công suất 25.000 tấn một năm và sắp tới sẽ xây dựng thêm một nhà máy tại Gia Lai, Việt Nam và Ratanakiri, Campuchia nhằm đáp ứng nhu cầu chế biến khi phần lớn diện tích cao su đi vào khai thác. Mía đường là ngành nông nghiệp mà Hoàng Anh Gia Lai có nhiều lợi thế cạnh tranh
bởi vùng nguyên liệu rộng lớn tới 6.000 hecta và liền vùng tại Lào và Campuchia. Với lợi thế này, Hoàng Anh Gia Lai có thể áp dụng tối ưu các thiết bị, máy móc vào canh tác và chế biến. Việc chuẩn bị đất và trồng mía được thực hiện hoàn toàn bằng máy. Công tác bón phân và tưới nước cũng được thực hiện đến từng cây mía qua hệ thống tưới của Israel, giúp Hoàng Anh Gia Lai có thể trồng mía ngay trong mùa khô. Công tác thu hoạch cũng được thực hiện hoàn toàn bằng máy. Tất cả điều đó giúp mía của Hoàng Anh Gia Lai đạt năng suất cao và giá thành mỗi tấn mía thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung, một yếu tố quan trọng trong thành công của ngành mía đường. Hoàng Anh Gia Lai cũng đã đi vào vận hành nhà máy chế biến mía đường có công suất 7.000 tấn mía cây một ngày, phục vụ tốt cho việc thu hoạch và chế biến các sản phẩm từ cây mía với chất lượng cao. Với lợi thế về quỹ đất lớn, nguồn thực phẩm sẵn có dồi dào từ những cánh đồng cỏ bát ngát từ cọ dầu và mía đường, cũng như kinh nghiệm áp dụng công nghệ cao vào ngành nông nghiệp. Năm 2014, Hoàng Anh Gia Lai quyết định đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò thịt và bò sữa tiên tiến, năng suất cao. Đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đã phát triển đàn bò lên tới 130.000 con bò thịt và 10.000 con bò sữa. Tại các trang trại chăn nuôi bò thịt của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, 130.000 con bò thịt ở đây đều được nuôi và chăm sóc theo một mô hình khép kín, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của Australia, một trong những nhà cung cấp gia súc hàng đầu của Australia, đơn vị cung cấp bò giống cho Hoàng Anh Gia Lai. Với hơn 700 hecta, hầu hết diện tích của trang trại được dành cho trồng các loại cỏ để chế biến thức ăn cho đàn bò với công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel cho việc tưới tiêu và bón phân như đối với tất cả các ngành nông nghiệp mũi nhọn khác của tập đoàn. Toàn bộ cỏ voi khi thu hoạch sẽ được cắt nhỏ bằng các phương tiện cơ giới hiện đại nhằm tăng năng suất và tiết kiệm nhân công. Cỏ sau khi thu hoạch bằng máy sẽ được chuyển đến các trạm trộn thức ăn để trộn chung với các loại thức ăn khác như dỉ mật, bắp xay, đọt mía, bã cọ dầu hay mì lát theo công thức được chuyên gia dinh dưỡng đặt riêng cho đàn bò của tập đoàn với tiêu chí đảm bảo chất lượng cho quá trình tăng trọng và giá thành hợp lý. Thức ăn sau khi được phối trộn trực tiếp trên xe bồn sẽ được đưa đến từng chuồng nuôi cho đàn bò theo thời gian quy định. Một chiếc xe như vậy với một công nhân vận hành trung bình có thể chăm sóc cho 1.000 con bò một ngày, với tất cả các công đoạn từ việc lái xe xúc lật để đổ thức ăn vào bồn trộn, sau đó lái xe chở thức ăn đi giải cho các chuồng bò và dọn dẹp chuồng trại khi cần thiết. Và tại công đoạn này, vai trò của việc áp dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong nông nghiệp phát huy được hết công suất, đem lại hiệu quả tối đa cho sự đầu tư đúng đắn của tập đoàn. Với một hệ thống khép kín về chu trình chăn nuôi từ vùng nguyên liệu đến chuồng trại, đàn bò của Hoàng Anh Gia Lai luôn đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 1,5 kg một ngày và sẽ được kiểm tra tăng trọng qua hệ thống cân thể lực và scan mã chip, đảm bảo cho mỗi chú bò được xuất ra đều có chất lượng thịt và cân nặng đồng nhất, đúng theo tiêu chuẩn của các nhà cung cấp đã cùng tập đoàn đặt ra. Cùng với việc áp dụng công nghệ cao, ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa của Hoàng Anh Gia Lai sẽ hứa hẹn tạo ra nguồn doanh thu lớn, đem lại nhiều lợi nhuận cho tập đoàn. Song song với việc chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai cũng tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản và rút khỏi thị trường Việt Nam, chỉ còn tập trung vào dự án bất động sản tại Myanmar. Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center đang sở hữu vị trí đắc địa nhất tại thành phố Yangon, trên trục đường chính xuyên qua thành phố và nằm bên cạnh hồ Inia, có cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu trong lành, không gian thoáng đãng. Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center cũng là dự án bất động sản lớn tại Myanmar trên diện tích đất 73.358m², bao gồm một trung tâm thương mại, 4 tòa nhà văn phòng cho thuê, một khách sạn 5 sao mang thương hiệu Melia và 5 block căn hộ cao cấp với tổng diện tích xây dựng trên 650.000m². Hiện nay, trung tâm thương mại và 2 block văn phòng đã được đi vào vận hành với lượng khách hàng đang tăng lên nhanh chóng, trở thành một điểm đến mới cho giới doanh nhân và người dân Yangon, Myanmar khi có nhu cầu hợp tác về kinh doanh và mua sắm. Khách sạn 5 sao Melia cũng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để có thể chính thức hoạt động vào tháng 4 năm 2016, phục vụ cho nhu cầu khách sạn hạng sang đang ngày một tăng cao tại đây. Tích lũy dài lâu với chiến lược kinh doanh đúng đắn và triết lý gắn bó cùng phát triển, mong muốn về một Hoàng Anh Gia Lai bền vững trở thành một tập đoàn hàng đầu Việt Nam
và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp đang dần trở thành hiện thực. Đó là kết quả của cả một quá trình không ngừng sáng tạo, phấn đấu, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cho cổ đông và cho một Việt Nam ngày càng thịnh vượng của Hoàng Anh Gia Lai.